Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế điện, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội và đã bước đầu hạn chế được tốc độ lây lan của dịch bệnh. Số ca mắc và tử vong đã giảm rõ rệt. Các địa phương đã từng bước tháo bỏ giãn cách xã hội, chuyển sang thực hiện nghị quyết số 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong thời gian này, một số lượng lớn người dân đã di chuyển từ các địa phương có số ca mắc cao, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Một số địa phương nơi người dân trở về đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng với những chùm nhiều ca mắc trong ngày. Để tăng cường công tác giám sát và chủ động kiểm soát dịch hiệu quả, Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung sau. Chỉ đạo chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố, số mắc cao như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, tăng cường chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những điểm có người về từ các địa bàn trên và các địa bàn dịch cấp độ 3-4, các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19, phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là tổ COVID-19 dựa vào cộng đồng trong giám sát, xét nghiệm, theo dõi y tế, chủ động xây dựng kịch bản, tổ chức diễn tập, đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực, truy vết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch COVID-19 theo từng cấp độ trên địa bàn, không để bị động, tăng cường năng lực y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị ở cấp cơ sở để phân loại điều trị phù hợp, kịp thời, hiệu quả, khẩn trương có kế hoạch thành lập trạm y tế lưu động theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai, thực hiện và kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Huyện Than Uyên vừa xử phạt 2 công dân vi phạm trong phòng chống dịch bệnh với tổng số tiền phạt 15 triệu đồng. Cụ thể, công dân Đinh Thị Lả, hộ khẩu thường trú tại bản Là, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Công dân Lò Văn Ngân, hộ khẩu thường trú tại bản Là 2, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Hai công dân đã có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Khai báo không trung thực lịch trình di chuyển của bản thân tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 để vào địa phương. Quy định tại khoản 2 điều 14 Nghị định số 117 năm 2020, phạt tiền 7,5 triệu đồng một người, nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị khán giả, sau gần 3 tháng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, 73 cán bộ y tế của Lai Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về. Để kịp thời ghi nhận kết quả hoạt động của đoàn công tác, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã có cuộc phỏng vấn bác sĩ Đinh Xuân Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, trưởng đoàn cán bộ y tế hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, hiện đang thực hiện cách ly y tế tại khách sạn Mường Thanh. Trước hết thì Ngọc Mai xin được cảm ơn bác sĩ Đinh Xuân Thủy, trưởng đoàn công tác của cán bộ y tế Lai Châu vào hỗ trợ miền Nam chống dịch. Thưa bác sĩ, lần đầu tiên thì bác sĩ cho biết rằng là trong quá trình mà làm công tác của Lai Châu chúng ta vào trong thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ công tác chống dịch thì gặp những khó khăn vướng mắc như thế nào trong quá trình mới tiếp cận công việc, thưa bác sĩ? Cảm ơn chị. Về những khó khăn ban đầu của đoàn công tác hỗ trợ chống dịch tỉnh Lai Châu và hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều cái khó khăn, trong đó đặc biệt có mấy khó khăn mà bắt đầu tiên phải nói đến là cái đầu tiên đó là cái khẩu vị ăn uống của các miền vùng miền khác nhau, làm cho anh em rất là khó ăn các cái gia vị, các cái món ăn của các miền Nam. Cái khó khăn thứ hai đó là cái thời tiết nắng nóng mà trong thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong cái thời điểm mà đoàn mới vào công tác là cái thời điểm chính mùa hè, thời điểm nhiệt độ cao nhất trong năm, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, kèm theo đó là trong quá trình làm việc là phải mặc cái bộ trang phục bảo hộ kín mít từ đầu đến chân. Dưới cái thời tiết nắng nóng thì rất nhiều anh chị em trong đoàn đã không chịu được, sốc nhiệt, mất nước, thậm chí một ca làm việc cũng không thể cảm nhận được và phải ra ngoài nghỉ giữa ca để tiếp tục vào làm việc được.
Vâng, thưa anh, được biết rằng là đoàn công tác của Lai Châu đã vào hỗ trợ trong miền Nam được gần 3 tháng. Vậy thì trong suốt thời gian đó, anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả kỷ niệm ấn tượng nhất của bản thân anh trong quá trình hỗ trợ công tác chống dịch ạ? Trong một cái hoàn cảnh tình hình dịch rất căng thẳng thì cái ấn tượng đầu tiên đấy là cái tình hình dịch bệnh thực sự là nặng nề lúc đầu, đặc biệt rất nhiều bệnh nhân trẻ khỏe nhưng đã diễn biến bệnh rất nhanh và thậm chí có những bệnh nhân đã tử vong mà chúng tôi không thể làm gì được. Thế nên là một điều chúng tôi rất là buồn, chúng ta cái kỷ niệm rất là buồn anh em công đoàn nhân dân. Đây là cái đầu tiên, và cái thứ hai có lẽ là một cái điều có lẽ không bao giờ quên, đó là cái tình cảm, cái tấm lòng của con người Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, của cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh dành cho các thành viên trong đoàn, lo lắng, chăm sóc, giúp đỡ các bạn từ ăn nghỉ trong quá trình làm việc, và thể hiện cái tình cảm bản chất, khí chất của con người. Đây có lẽ là tất cả các thành viên trong đoàn đều cảm nhận rất rõ ràng, cái việc không bao giờ quên. Vậy thì thông qua cái lần công tác này, các anh chị đã rút ra cho mình những kinh nghiệm như thế nào để tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ chống dịch tại địa phương ạ? Có lẽ là được trải qua cái cuộc chiến này, tận tâm dịch trong cái thời điểm căng thẳng nhất, đối với mỗi thành viên trong đoàn đã muốn làm một cái trải nghiệm có lẽ là đặc biệt, là một kỷ niệm không bao giờ quên và có lẽ là không bao giờ gặp lần thứ hai, và cũng rất là vinh dự vì qua cái đợt dịch vừa rồi được làm việc trực tiếp trong môi trường rất nhiều bệnh nhân F0, được làm việc trực tiếp với các cái bạn đồng nghiệp Việt Nam, với các bạn các tỉnh khác hỗ trợ trong cái môi trường thực chiến dịch bệnh, thì đúng là rất nhiều kinh nghiệm cho các thành viên trong đoàn trong công tác chuyên môn được đúc rút, và cái việc đúc rút kinh nghiệm này nó diễn biến, nó cập nhật tích lũy hàng ngày, nó tích lũy của cả cái quá trình, và từ có cái việc chăm sóc bệnh nhân, điều trị bệnh nhân, xử lý các cái diễn biến bất thường, rồi là cập nhật các tác đồ mới, rồi là thấy ngay được các hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp chăm sóc điều trị mới. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Đinh Xuân Thủy. Thưa quý vị, thưa các bạn, khu vực chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 1 là nơi hàng ngày có nhiều người và phương tiện qua lại. Đặc biệt, có nhiều trường hợp công dân trở về từ các tỉnh. Đây cũng là khu vực có các lối mòn men theo đường rừng để đi vào địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, công tác kiểm soát luôn được các lực lượng thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, không để xảy ra trường hợp công dân trốn qua chốt gây nguy cơ dịch bệnh vào địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Anh Lò Văn Minh ở xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ cùng một vài người khác thuê xe taxi từ Hải Phòng về quê. Theo chia sẻ của anh, khi còn cách chốt kiểm soát dịch COVID-19 khoảng gần 1 km, anh và những người trên xe đã được cho xuống và đi bộ đến chốt thực hiện các thủ tục khai báo y tế. Bọn em đi từ Hải Phòng, tự nhiên từ Sơn về đến taxi về đến chốt này thì taxi tả bọn em xuống tầm 500 m, tả xuống chốt này anh ạ. Đó, nó bảo đấy mấy ngày chiều 8 đến Biển Đa Châu. Vậy thì bản thân anh thấy là cái giá mình đi taxi như thế là nó đắt hay rẻ? Thì nói chung thì cũng hơi lót đấy, mà bọn em thì hai vợ chồng bọn em đi thì đang có bệnh thì không về được, thì không ai trong nhà thì bọn em xin phép về nhà thì cũng chịu khó về thôi. Theo ghi nhận tại khu vực chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 1, hàng ngày có nhiều công dân đi bộ đến chốt. Qua quá trình khai báo, đa số những công dân này cho biết di chuyển bằng phương tiện xe taxi. Khi đến gần chốt, những xe này sẽ quay đầu. Công dân xuống và đi bộ đến chốt. Các loại phương tiện này chủ yếu là taxi dù, phương tiện vận tải không có giấy phép kinh doanh. Phân luồng ngay từ đầu để làm sao đối với những đối tượng, những công dân từ về vùng cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3
thì khuyến khích cho anh em đó là có cái giấy xét nghiệm để làm sao đảm bảo cho bản thân và đảm bảo cho những công dân trong địa bàn tỉnh Lai Châu. Còn để sàng lọc những công dân đi về những tỉnh phía Nam nguy cơ cao, anh em sàng lọc để có thể đưa đi cách ly tập trung hoặc là hướng dẫn cách ly tại nhà. Đảm bảo sau công dân về địa phương khai báo y tế, đảm bảo công tác phòng chống dịch không để lọt những đối tượng mà có nguy cơ cao. Còn đối với những xe mà cố tình chở những công dân từ vùng dịch về thì anh em trong lực lượng tại chốt kiểm soát đã phải có cái tờ khai y tế hoàn thiện đầy đủ thủ tục và đã chuyển giao sang bên chỗ lực lượng cảnh sát giao thông và thanh giao thông để xử lý theo những quy định của pháp luật và của ban chỉ đạo tỉnh Lai Châu. Để thực hiện kiểm soát chặt chẽ người dân tại khu vực chốt kiểm soát dịch, ban chỉ đạo huyện cũng đã triển khai cắm biển cấm đỗ xe, trả khách tại khu vực giáp danh, thành lập tổ công tác thường xuyên kiểm tra các khu vực cách chốt hơn 1 km để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm. Vừa qua thì có rất nhiều kênh thông tin, đó là khi mà các công dân từ ở các tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An về địa phương thì có một số công dân thì chưa thực hiện tốt cái việc đó là đến chốt để khai báo y tế và có phần chưa trung thực trong khai báo y tế, thì huyện đã tăng cường lực lượng và làm tốt công tác kiểm soát, nắm tình hình. Và theo chỉ đạo của tỉnh thì huyện đã thành lập 3 cái tổ tuần tra kiểm soát công tác phòng chống dịch, là tuần tra kiểm soát trên trục đường quốc lộ 4D này để phòng những công dân có thể là đi qua đường rừng, qua chốt để về địa phương. Ở thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, chỉ cần những hành động thiếu ý thức của một cá nhân có thể sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, kiểm soát chặt, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm sẽ góp phần đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, giữ vững vùng xanh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 861 ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, 2 và 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và quyết định số 433 ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Trên địa bàn huyện Phong Thổ có tới 11.521 người dân ở 5 xã thị trấn không còn được hưởng chính sách hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế. Kéo theo đó là tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giảm xuống 82,31%, trong khi đó đến hết tháng 6 năm 2021 đang đạt 96,39%. Điều này tác động rất lớn tới thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của cơ quan chuyên môn và chính người dân đang sinh sống trên địa bàn các xã thị trấn của huyện. Với tổng dân số trên 86.000 người sinh sống tại 17 xã thị trấn, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở luôn rất cao. Tuy nhiên, hơn 2 tháng nay, tỷ lệ người dân đến khám chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện giảm nhiều, công suất giường bệnh chỉ đạt 50%. Nguyên nhân được xác định là do thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và việc cắt giảm đối tượng thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước cấp từ ngày 1 tháng 7 theo quyết định số 861 và 433. Từ trước đến nay là cái vấn đề khám chữa bệnh bằng y tế luôn gắn liền với lại cái quyền lợi rồi là của người dân ở những vùng khó khăn, đặc biệt là cái huyện nghèo như huyện Phong Thổ. Do đó mà hiện nay là các cái số trường hợp đấy không được hưởng theo cái chế độ bảo hiểm y tế thì gây khó khăn rất là lớn, đến ảnh hưởng rất là lớn đến công tác khám chữa bệnh tại đơn vị. Đặc biệt là cái lưu lượng bệnh nhân đến khám hiện nay là chúng tôi chỉ đáp ứng được một nửa thôi, khoảng 50% so với từ cái chưa có cái quy định. Cũng như nhiều người dân khác trên địa bàn của thị trấn Phong Thổ, sau khi bị cắt thẻ bảo hiểm y tế được nhà nước hỗ trợ chi trả, anh Lò Văn Giang ở Pa So đang băn khoăn vì tuổi còn trẻ, kinh tế gia đình không mấy khá giả. Khi bị tai nạn phải nhập viện điều trị, anh mới nhận thức rõ được lợi ích của tấm thẻ bảo hiểm y tế. Nên đi làm cho mình một cái thẻ bảo hiểm để đến lúc nhỡ may mình có làm sao thì có thể là dựa vào cái thẻ bảo hiểm đấy để giảm được rất là nhiều chi phí. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tham gia.
Cụ thể như thay đổi khái niệm hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, bổ sung đối tượng được ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế, thay đổi trong danh sách người có công và thân nhân được hưởng chính sách bảo hiểm y tế, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất. Với cơ chế mở đó cùng với sự nỗ lực quyết tâm của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện cùng với các cấp chính quyền địa phương, từ tháng 7 cho đến ngày 15 tháng 9 đã có 589 người mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình, chuyển sang nhóm đối tượng khác được 771 người, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân lên 84,3%. Để mà đưa được chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến được gần với người dân hơn thì cần phải có sự tăng cường chỉ đạo lãnh đạo của các cấp chính quyền địa phương. Cái thứ hai nữa là thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện chính sách xã hội bảo hiểm, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của huyện là cũng phải thường xuyên chủ động phối hợp với lại bảo hiểm xã hội huyện để tổ chức những cái buổi đi tuyên truyền tại các cơ sở. Cái thứ ba nữa là để đề xuất lên hội đồng nhân dân để đưa ra được những cái phương án, có những cái chính sách hỗ trợ cho những người dân tộc thiểu số này, để có người ta hỗ trợ một phần kinh phí hoặc là có thể hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhưng mà kèm theo cái điều kiện phụ nào đó. Có thể thấy việc chủ động tăng cường tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trong thời điểm sau khi quyết định số 861 và 433 được ban hành là vô cùng cần thiết. Không chỉ góp phần đảm bảo kịp thời, quyền và lợi ích của người dân, còn giúp cho người tham gia giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên, với điều kiện về kinh tế xã hội hiện nay, tỉnh Lai Châu nói chung, huyện Phong Thổ nói riêng, thì vẫn cần hơn những giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội, từng bước tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Năm 2021, huyện Sìn Hồ đang quản lý 18 dự án với tổng vốn đầu tư gần 115 tỷ đồng. Cùng với việc đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình, chủ đầu tư cũng đã giải ngân được hơn 64% vốn kế hoạch giao. Trong đó, huyện đặc biệt quan tâm tới hai dự án ổn định sắp xếp dân cư vùng thiên tai tại bản Hua Củi, xã Nậm Củi và Nậm Kinh, xã Căn Co, để sớm giúp cho hơn 200 hộ dân ổn định cuộc sống. Để giải ngân nguồn vốn được đảm bảo tiến độ, hiện nay Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác quản lý tiến độ, chất lượng thi công các công trình. Đến nay, hầu hết các dự án huyện Sìn Hồ đang triển khai, đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các dự án. Thực hiện đề án phát triển vùng cây mắc ca của tỉnh, cho đến nay trên địa bàn huyện Tam Đường có 712 ha mắc ca, chủ yếu trồng xen diện tích chè ở các xã Bản Bo, Bản Giang, Thèn Xin, Nà Tâm, Bản Hòn. Tham gia đề án có khoảng 1.000 hộ dân, đối với diện tích 712 ha đã có 400 ha cho thu hoạch. Theo đánh giá sơ bộ, những diện tích mắc ca trồng từ năm 2013 đạt năng suất và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đối với những diện tích trồng sen chè, 1 ha cho thu nhập gần 300 triệu đồng một năm. Diện tích trồng thuần thu nhập gần 100 triệu đồng một năm. Với định hướng hình thành vùng cây mắc ca tập trung, trong thời gian tới, huyện Tam Đường tiếp tục vận động bà con tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh diện tích cây mắc ca đã trồng, đồng thời xây dựng mối liên kết với các công ty doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ theo hướng hàng hóa, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nếu như trước đây việc trồng xả nấu tinh dầu từng được bà con nhân dân xã Thủ Lũm coi đây là cây thoát nghèo, thì nay bà con nhân dân ở nơi đây không còn mặn mà với cây trồng này. Sản phẩm tinh dầu xả được làm ra bị rớt giá, khó tiêu thụ do tác động của dịch bệnh COVID-19. Do đó, để phù hợp với điều kiện thực tế, qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không mở rộng diện tích trồng xả để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay diện tích trồng nương xả đã giảm xuống 50 ha so với cùng kỳ năm 2020. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bản tin thời sự cũng được chúng tôi đăng tải trên trang YouTube và fanpage chính thức của đài, có địa chỉ Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Quý vị và các bạn có thể truy cập, đăng ký và chia sẻ trên những địa chỉ này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin thời sự lần sau.